thở lặng thôi cả nhà. Đó. Thì ngày nào cũng đi biển hết cả nhà. Có thì được bội thu, còn không có thì sẽ dồn như hôm qua và bắt đầu vô lại nha. Đây cả nhà nè, giờ này sớm lắm, giờ này mới 6 giờ kém thôi. Rồi, bắt đầu những anh em dọn đồ ra ăn cơm này cả nhà này. Anh Khê, chào cả nhà kìa. Mỗi buổi sáng thì những anh em của em sẽ bắt đầu dọn đồ ra ăn cơm nha cả nhà. Ăn cơm rồi bắt đầu sửa soạn để đi lặn hải sản. Sáng nào cũng vậy hết. Nước hiện tại bây giờ khá là lạnh luôn. Chắc tí nữa thì em sẽ trang bị áo nhái vào cả nhà. Còn đây này, em thấy có một chiếc ghe lưới này, ghe lưới này kéo này. Thì lưới gì cả nhà. Lưới thì vánh vào chiều thì ngâm hết viên mục đeo luôn. Và bắt đầu bây giờ sẽ kéo lên này. Thì những anh em của em sẽ chạy ra lặn. Còn ai mà còn lưới ở dưới biển nên thường thường thì người ta hay đuổi đi lắm. Thì đi làm rồi ai cũng vất vả thôi cả nhà. Thì có nhiều anh vô bình luận rất là gắt luôn, em không hiểu lý do vì sao luôn. Thì thường thường á thì người ta đuổi thì nói chung là cái người lặn của em cũng phải đi nha, bắt đầu kéo bạn lên đi vậy mà cũng vẫn làm nhặt làm giả cũng làm mệt luôn. Các nhà cứ nghĩ xem, bằng sáng á, thì những con nhẹ nó nằm ở dưới cát, thì bằng đêm á, những con nhẹ, con cá rồi nó sẽ bò lên và bắt đầu đóng lưới thôi. Chứ thường thường giờ này người ta kéo lưới đi hết rồi, sau đó người ta đánh lại cả nhà, không có con nhẹ con gì đâu. Chứ đỡ thừa phá không, em không hiểu lý do vì sao luôn. Rồi, để em dùng cơm cùng anh Phong với anh Khi, còn bên này là anh Minh này. Để em dùng cơm vào buổi sáng nha. Em cũng mời cả nhà mình dùng cơm vào buổi sáng luôn. Thì ngày nào cũng vậy cả nhà. Mặt trời thì mới vừa ló ló lên một xíu thôi, nhưng mà mây đã che lấp hết rồi. Đây bình minh nè. Cả nhà nhìn xem nè, bình minh không có bình minh luôn. Phía này được gọi là phía bắc nè. Rồi, để em dùng cơm nha cả nhà. Đây cả nhà nhìn xem nè, đây là trong bờ nè, bà nằm phía bên này. Thì từ trong bờ chạy ra chỗ này nè cả nhà nè, 8 hải lý, còn độ sâu thì 13 mét. Thì em có hỏi thuyền trưởng rồi, thì cái neo ghi em thì chưa ai nhảy lặn á cả nhà. Thì sẽ bỏ cái neo, khi mà nhảy lặn rồi thì sẽ bỏ cái dù. Nhớ anh em nhảy hết á, bỏ cái dù này xuống này, đợi cho nó bọc nước và bắt đầu thả. Thì thuyền em sẽ thả đi xuống dưới đó luôn, thả sâu xuống dưới đó luôn cả nhà. Thả thì nhớ anh em sẽ chạy theo, nói chung là chạy xuống thì ghe nó tâu theo á, để kiếm hải sản bắt nha. Thì em không biết điểm này nó có mặt hải sản những gì nữa, thì em cũng mời cả nhà đi cùng những anh em của em để xem điểm này có hải sản những gì nha. Rồi, thì em chỉ bắt dây vào thôi, anh em chờ bắt dây lặn này, có hơi lặn á, giờ bắt đầu sẽ nhảy nha. Để em cũng sẽ ra tranh thủ nhảy cùng anh em luôn. Sáng sớm thì mấy ông anh của em thì nhảy hết trơn rồi, chạy cũng đã thắng dây rồi, chỉ còn mình em với em dưỡng nó. Và rồi em cũng sẽ nhảy xuống luôn để đi kiếm những con hải sản và ghi hình lại cho quý cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem cái nghề mưu sinh lặn hải sản ở dưới đại dương cho cả nhà mình cùng xem nha.
Đó, lúc nào em nhảy xuống thì em cũng sẽ thả dơi tự do thôi cả nhà. Rồi, em cũng đã đáp đáy rồi nè. Rồi, để em đi kiếm những con hải sản. Và bắt đầu sẽ ghi hình lại cho cả nhà mình cùng xem luôn nha. Ồ, nhảy em thấy nước mờ này cả nhà nè. Nước hôm nay khá là mờ luôn. Đây rồi, bò con bạch tuộc nè. Ồ, nó nằm này cả nhà nè. Nó bị trang rất là giỏi luôn. Đó, để em coi thử nó có đẻ hay không nha. Ồ, hình như nó chưa có đẻ cả nhà. Đây, em bắt lên cho cả nhà mình cùng xem nè. Ồ, con bạch tuộc này khá là to luôn. Wow, quá đã. Mới nhảy xuống thì em bắt được một con bạch tuộc siêu to rồi nè. Wow, bạch tuộc này ăn thì rất là ok luôn. Nướng ăn thì rất là ngon. Ồ, cả nhà thấy không, nước khá là mờ luôn. Như ở dưới thì em có phát hiện được một con mực nang. Ồ, em chỉ một phát một luôn, nó chuyển hai màu rồi kìa. Thì những con mực nang về đẻ trứng đó cả nhà, thì nó hay núp trong những cái đống dơm giác hay là sọt đá hay là dạng đồ lắm. Em đã chỉ được rồi. Wow, khá là may mắn luôn cả nhà. Em bắt được một con bạch tuộc, em chạy xuống một xíu thôi thì em chỉ được một con mực nang. Con này cũng hơn tầm nửa ký thôi. Đây, hơn một gang tay của em nè. Wow, quá đã luôn. Còn đây là cái trứng những con mực này cả nhà nè, nó đẻ rồi. Đây, trứng của nó nè. Đó, cả nhà thấy không? Tháng này thì bắt đầu chuẩn bị xanh soi nảy nở cả nhà, những trứng mực nang. Từ đây đổ qua Tết luôn, mực nang sẽ bỏ vào mặt lạc. Là một em bạch tuộc nữa nè. Đây, ô, con này thì không bằng con hồi nãy nha. Con hồi nãy thì to hơn rất là nhiều luôn. Wow, em được hai con bạch tuộc với một con mực nang rồi. Nhưng mà hải sản thì hồi nãy giờ em chưa bốc được một con nào luôn. Đó, cả nhà này, cái quờ không luôn. Còn ở đây là cái mánh ghẹ nè. Ồ, thật sự mà nói thì nước mờ á, em cảm thấy nhìn xuống không được rõ cho lắm. Ồ, hai con luôn, một cặp này. Còn đây là con ghẹ mái này cả nhà này. Còn đây là con ghẹ trống, em sẽ thả con ghẹ mái nha, tại vì nó mềm rồi, với lại nó còn hơi bé một chút. Rồi, em cũng sẽ băng con ghẹ trống này lại. À, hồi nãy giờ em mới phát hiện được một con hải sản nè. Đây là con sò mai này cả nhà nè. Đây, một con sò mai sọc, một con hải sản đầu tiên của em luôn. Cũng là cái vật không nè. Đây, lại là một cái mánh ghẹ nữa nè. Wow, một con ghẹ xanh. Ồ, nhìn khá là to luôn, rất là đã. Ghẹ mà nhiều quá cả nhà thì thương lái rất là ép luôn. Ghẹ mà ít đi á thì thương lái lại lên giá. Nhưng bây giờ cũng không có giá đâu cả nhà, cũng mà khoảng một trăm mấy chục ngàn một ký thôi. Ồ, đây một con nữa nè. Ồ, quá đã. Ồ, con này to chà bá lửa luôn. Ồ, hai con nè. Ồ, quá đã luôn cả nhà ơi. Đây, em sẽ bỏ vào quật nè. Em sẽ băng con kia lại. Giờ bắt đầu em sẽ băng con khác. Ồ, được hai con to rồi. Nghĩa này mà luộc ăn thì chắc là ngon cả nhà. Thịt nó nhiều lắm. Tại vì con nghĩa nó to, thịt khá là nhiều luôn. Nhưng mà cái gạch nó màu vàng á, ăn thì nó hơi như cát một chút cả nhà. Em không hiểu vì sao luôn, cái gạch màu vàng vàng nhưng mà ăn vô thì nó cộm 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 nha. Nó không như gạch đỏ thì ăn nó đã hơn.
Em có chạy xuống ở chỗ này nè, em có phát hiện được những con cá chích ở chỗ em hay gọi nè, nhưng mà nó nẫu ở trên cát cả nhà. Hình như là em chỉ đoán là lưới cá chích nè, lưới cá chích là lưới nổi trên mặt nước cả nhà. Hình như đóng cá nhiều quá nó bị vớt ra nè. Đây những con cá chích nè, em sẽ lụm lên luôn nha. Đây nữa nè, lên cái gì để luộc ăn. Đây nữa nè, cá chích công nhận hình như là em nghĩ đóng lưới nhiều quá nó bị vớt xuống như thế này nè. Không biết còn lưới hay không đây, tại vì lưới cá chích đó cả nhà thì nó chỉ nằm trên mặt nước thôi chứ không có nằm ở dưới cát này nha. Đây nữa, quá đã. Đây nữa nè, hình như là em nghĩ vớt chứ này nhiều lắm nè. Đây nữa, đây nữa nè. Wow, cá chích này em thích ăn nhất là nướng, tuy nó có xương nhưng mà nướng ăn rất là ngon luôn cả nhà. Nướng là hở cá chích một lần mà nướng á, em ăn một lần ba chén bốn chén cơm luôn, ăn ngon lắm, ăn thấm cơm luôn. Nướng là với lại mình chấm nước mắm me á, ăn đã lắm, ăn mà hết cơm luôn cả nhà. Công nhận luôn cả nhà, con cá chích mà vớt xuống khá là nhiều luôn. Chắc em nghĩ lưới cá chích này đóng nhiều lắm nè, nên mới vớt xuống như thế này nè. Những con cá mà em thấy còn tư công luôn đó, quá đã luôn. Thật sự mà nói hồi nãy giờ em lụm cũng khá là nhiều luôn. Đây nữa nè, con bạch tuộc, con bạch tuộc đây ăn con cá chích cả nhà. Đây nè, quá đã luôn. Đây nữa nè, thật sự hồi nãy giờ em lụm mà chắc cũng cỡ tầm 2 kg rồi đó. Đây nữa, đây để em bỏ con bạch tuộc này vào cái đã. Đó cả nhà thấy không, cá chích nữa nè. Đây nữa nè, lụm vào thôi, cá này còn tư công luôn, tại vì lưới hồi sáng mới vừa kéo thôi. Lưới cá chích này thì người ta đánh vào ban đêm sáng và bắt đầu người ta sẽ kéo lên và chạy vào nha cả nhà. Đây nữa nè, đó cá chích còn tư công luôn. Em lại phát hiện thêm một con sò mai sọc nữa nè. Tính ra hải sản cực kỳ là hiếm luôn cả nhà, lâu lâu thì gặp được một con mai sọc như thế này nè. Yeah,
Em thấy có đường dấu ốc bò này, không biết là ốc gì đây. Ồ, một con ốc đá trắng tinh luôn cả nhà. Em có chạy tới gặp được một hòn dạng nhỏ nè. Đây dạng nè, em coi thử có gì không, em bắt nha. Tại vì nước mờ á, nhiều khi có cá dời với cả nhà, còn không có thì thôi. Em kiếm thử coi thử có gì không, hoặc trình đũa, nếu mà có thì em sẽ chỉ nha, còn không có thì thôi em sẽ bỏ chạy đi kiếm cái khác. Em phát hiện được một con điệp này. Điệp này ở quê em hay gọi là điệp xếp. Con nữa nè, hai con. Điệp bà to chà bá lưỡi luôn cả nhà. Điệp này mà nướng mỡ hành ăn rất là ngon nha. Em cũng rất thích ăn nướng mỡ hành lắm. Những con sò điệp này, cái mùa nước lạnh như thế này á thì nó sẽ chắc. Điệp nó chắc lắm. Này nữa nè. Được ba con rồi. Thử còn con nào nữa hay không đây. Em nữa. Quá đã luôn. Em kiếm cỡ mười mấy hai chục con thì sẽ để dành nướng ăn cả nhà đây nữa nè. Chỗ này quay đây cũng tầm nửa ký. Nửa ký điệp rồi đấy. Điệp con nào con ấy to chà bá lưỡi luôn. Dạng nữa này cả nhà này. Thì em thả vào chỗ này em gặp những hòn dạng to này. Hòn dạng này khá là to luôn. Nó đóng mà có cây cấu này. Coi thử mấy cái hốc đây thử có không, cái gì hay không, có trình đồ ở hay trong này hay không này. Còn phía bên này là anh Phi nè. Anh Phi cũng dòm những cái hang kìa. Mấy anh em của em á mà hay gặp những hòn dạng như thế này nè, rất là thích chạy tới nha cả nhà. Chạy tới để coi thử cá có trình, hoặc là những con cua lông to to rồi á, vào trốn trong này cũng nè, hoặc là cá mú nữa cả nhà. Trốn vào trong những hốc hang nữa. Cá bò này. Cá nóc, em nói nhầm nha. Kiếm cá để chỉ và bỏ tủ lạnh. Chuẩn bị thổi lại rồi. Đây là con sò mai xanh này cả nhà này. Sò mai xanh á thì nó nằm khác hơn con sò mai sọc. Nó nằm mà rất là cứng luôn. Đây lên rồi nè. Đó, sò mai xanh thì nó sẽ bóng. Sò mai sọc thì nó sẽ hơi sừng sừng một chút. Wow, cả nhà xem nè. Em phát hiện được một con cá đuối dơi. To chà bá lưỡi luôn. Một gan này, hai gan này, ba gan này, ba gan lại một khúc luôn cả nhà. Đây, để em cho cả nhà mình ngắm nhìn con cá đuối dơi một chút nha. Để em sẽ bắt đầu chỉ này. Đây, em đo cái chỉ của em này. Wow. Nó dài khòn luôn cả nhà. To chà bá lưỡi luôn. Con này phải trên tầm 4 kg đó. Đây, để em chỉ nha. Để mất công nó chạy một phát là mất tiêu luôn á. Tiếc lắm cả nhà. Quá đã luôn. Em chắc là may mắn khi gặp được một con cá đuối dơi nè. To như thế này luôn. Đây đó. Đây em lấy cái sợi dây á. Em sẽ xỏ qua cái lỗ mũi của nó nha. Đó là cái lỗ mũi của nó đó. Xỏ qua. Nó chạy xuống cái họng lại cả nhà. Rồi bắt đầu em sẽ lấy cái sợi dây á, em tóm vào trong cái dây nặng luôn. Để cho mất công đó, nó sổ ra cả nhà, mình nắm không được nó đâu. Mình cột như thế này nè. Có gì mình rút cây chỉ, lên á thì nó sẽ lậu đi. Nhưng mà nó có sợi dây á buộc lại rồi nên nó không chạy đi đâu được nha. Còn nếu mà mình không buộc như thế này á, nó chạy một phát, mình tuột tay á, chạy một phát là mất tiêu luôn. Rồi em đã thành công rồi. Nó chạy nè. Lúc này cả nhà biết không? Đó, nó lậu như thế này rất là mạnh luôn. Nó lâu em đi bụp 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 luôn.
quá đã luôn. Thật sự mà nói thì em hôm nay rất là may mắn luôn, khi bắt gặp được một con cá đuối dê nè. Wow, quá đã luôn. Rồi, em cũng có cá đuối để làm thêm chỗ vào tủ lạnh rồi, để về đem về nhà ăn. Wow, quá đã luôn cả nhà ơi. Nếu mà tính ra mà bán thì con này em nghĩ bán cũng khoảng cỡ tầm 500 ngàn thôi, chứ không nhiều đâu. Tại vì nó đã hết 4 kg rồi. To chả lá luôn. Mình rất là ham. Có lẩu kìa. Lấy cái cam dài này nè, thì cả nhà mình cùng xem nè, nó to đến là cỡ nào nha. Xem này, nó to chà bá lửa luôn. Ủa nó chỉ lắc hết một cái con người của em luôn cả nhà. Đó, nó to nè, ủa to chà bá luôn. Nhìn rất là đã. Em mà cũng muốn làm chụp một hai tấm hình đăng lên cho cả nhà mình cùng xem. Khá là may mắn luôn cả nhà ơi. Lâu lâu thì em mới gặp được một em như thế này nha, cứ hiếm khi gặp lắm. Này thì em cũng đã kéo về rồi nè, tại vì hải sản rất là dai luôn. Như là em nghĩ mấy ảnh lên để chờ đi chỗ khác làm hay sao á cả nhà, chứ thật sự mà nói thì sò dai lắm, hư lắm. Chỉ một ca thì chỉ được ít con hải sản thôi chứ không được nhiều. Em cũng sẽ mang lên luôn, chứ nước lạnh mà ở dưới không có hải sản cả nhà, lấy thì nó thấm lạnh lắm luôn. Làm giông á, mới vừa làm giông xong luôn. Hôm nay chuồn cổ kiếm cả nhà, ăn hải sản với lại ít luôn. Hai bữa chuồn cổ rồi. Đây, nhớ anh em bắt đầu dồn lại cho nó gọn cả nhà. Chỉ được một con cá đuối này. Khá là may mắn luôn.
uống gan tay của em đó. Đây nè, cả nhà xem này, một gan này, hai gan này, ba gan này, gần bốn gan tay, gần bốn gan tay luôn. Mực này cả nhà này, thì mực bắt đầu dồn vào lại hết luôn nha. Thôi là em được một con cá đuối, khá là may mắn luôn. Rồi em sẽ làm bỏ vào tủ lạnh cả nhà, khá là may mắn. Rồi thì em cũng sẽ ghi hình lại những ngày vất vả đâu cả nhà, bữa có bữa không thì em cũng quản ghi hình lại hết cho cả nhà mình cùng xem nha. Thì em chuẩn bị bắt đầu chạy vào nè, làm dông làm là hai bữa đổ rồi, cho em nghĩ là không biết là ngày mai còn đi làm thì tôi không đây. Rồi em ngưng nha, để em làm cái con cá đuối này một cái đã. Rồi thôi em cũng sẽ kết thúc video này đi cả nhà, để em làm cá đuối vậy, bye cả nhà. À nhưng mà đây nè, anh Phong ảnh có lấy một mớ mực này, mực mang với bạch tuộc này cả nhà này. Bạch tuộc này luộc ăn rất là ngon nha. Bạch tuộc này ở chỗ em gọi là bạch tuộc thường này, ăn thì nó hơi mềm, đúng không anh Phong? À nó mềm đúng không? Còn bạch tuộc cát đó, anh Phong cũng nói là bạch tuộc cát ăn nó sẽ dai nha. Đây cả nhà xem cái con mực mang này, anh lấy cái trứng dai, lấy cái trứng dai. Đây anh Phong đang làm mực nang bỏ tủ lạnh. Đây 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 đưa em. Mấy cái này ăn chắc là ngon luôn. Cái này không phải trứng của cả nhà, cái này là cái gì ấy, ăn ngon lắm. Rồi thôi để em làm con cá đuối. Ok luôn. Thôi em